Alo, thân chào tất cả mọi người. Thì lâu rồi mới làm lại clip đi mua ve chai. Ngày hôm nay thì mình có đi ve chai mua được một vài cái món đồ, xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn ha. Thì nói chung không có cái gì nhiều, nhưng mà lâu lâu lên kênh cho quý vị biết là mình còn làm YouTube, để thôi quý vị quên mình à. Dạo này ve chai nó hơi khó mua đồ quý vị. Đây là những món đồ mình mua được trong cái buổi đi ve chai ngày hôm nay. Nói chung là còn nữa chứ không phải nhiều. Ở đây mình mua được một số cái bóng đèn led nè. Bóng đèn này thì nó không biết nó hư cái gì nữa. Mình sẽ có cái clip sửa bóng đèn sau quý vị. Đây bóng đèn mua được nguyên bọc luôn. Nguyên bọc bóng đèn led luôn. Nhiều á. 6 cái bóng gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 bóng. Thì cái bóng to chà bá nè. Bóng bằng ngón tay. Bóng đèn này bóng đèn tốt. Chống hàng giả, rạng đông. Đèn chút xíu siêu. Cái này hôm nay mua được hai bóng đèn tốt. Ít, dơ dơ. Bóng đèn rạng đông nữa nè. Led tốt. Đấy. Thì mua được một cái một nồi cái bóng đèn như thế này. Mấy bóng này mấy bóng giỏm luôn mà. Bóng đèn này hữu hồng gì hồng cũng có cái thương hiệu nữa nè. Đó, được mớ bóng đèn. Ha. Mua được một cái nắp. Cái nắp này nắp gì không biết nữa, gấu con chăm học. Cái nắp này để mà mình chế đồ cái gì. Đấy, mình chế những cái mạch sạc lên trên này nè. Làm cái đế. Thấy nó vậy chứ nhiều khi mà chúng ta tìm không có. Rồi, cho nó qua đây luôn. Mua được cái này nè, cái bàn phím. Đây, mua được cái bàn phím. Cái bàn phím hiệu Lema gì nè, Lema. Nhìn nó dơ nhưng mà thực tế ra nó còn mới lắm. Rất là mới, có cọng dây dù nữa nè. Cái bàn phím này người ta để ngoài mưa. Đây cái đầu dây nữa nè. Bàn phím có rất nhiều hàng phím luôn quý vị. Phím F và trên này có phím G là phím gì mình không biết nữa. Đây đây G nè, G1, G2. Nguyên cái hình thụ bàn phím như nè, ở đây có chữ file. Bên đây là có chữ game. Đó. Nó có thêm hàng phím nữa. Mà quan trọng là nó còn sống hay không á. Chứ mua được bàn phím là nó mừng húm hết trơn à. Bàn phím này mua riêng không là 10.000. Gaming keyboard. Mua bàn phím này không là 10.000 nè. Đấy. Thì để ở đây mình sẽ thử sau ha. Test những món đồ ve chai của mình. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng món nữa. Đây nè, chỗ có cây quạt. Cây quạt này, cây quạt, với quý vị biết cây quạt gì không? DC 12V. Size dòng điện 1 chiều 12V. Nó đứt rồi. Nó đứt. Người ta đã chế sẵn cái này là cái gì không biết. Chắc cái này là cái điều tóc quá. Gãy cái này luôn à. Rồi mua được cái cục sạc nữa nè. Cái cục sạc này mấy volt ta? 9V, 600A. Phải được cục sạc 12V xài luôn. Thôi bây giờ mình ghim điện thử luôn, chơi luôn. Nào cộng, nào trừ đi. Thử giật giật tí. Te te. Không được rồi quý vị ơi. Nguy hiểm quá. Cái thằng này nó giật tê tê. Cái cục sạc á. Sạc tàu lao, nó qua một bên đi. Thằng này xài điện 12V. Để nó test sau từ từ. Một cái là cái quạt. Cổ lạc lìa lạc lội. Nhà mình là lúc trước cũng có cái này một cái nè. Còn đang xài được luôn. Giờ mua được một cái nữa. Được hai cái. Đã có hư thì chúng ta có cái để mà xịt cua. Nếu như mà sạc được sữa. Mua được con chuột nằm trong hộp luôn. Thấy cái hộp gì nè. Tháo ra thấy con chuột trong.
mà không biết chuột này còn xài được hay không. Nó kêu hợp luôn. Đấy, mới cáo luôn á. Mới mà gọi là mới ton luôn á. Chuột này theo mình nghĩ là chuột này cũng không tốt gì. Chuột này là chuột thường. Chuột, chuột máy tính. Chứ không phải là chuột tống, chuột trù. Chuột nhé. Kiếm cái cục sạc nào ghim vô thử à. Đây, đây có cục sạc nè. Ghim vô thử coi nó có cháy đèn không. Ê, cháy nè, cháy đèn nè. Đương nhiên rồi, nó còn mới mà cháy đèn mà. Ừ, bây giờ mình thử, mình lấy mình đi cái cục sạc, mình ghim cái bàn phím coi nó cháy không ta. À, có cái cục sạc có bàn phím nè. Cháy không? Nó cháy ghim gù. Chết bà. Thế tía rồi. Im du dù à. Hy vọng bằng phím lắm nha. Đấy, thôi, chạy đi. Đấy, được con chuột. Cho vô hộp lại đi. Chuột xài được, bảo đảm luôn. Chắc người ta không xài nữa, người ta chê chuột này dởm cái gì. Ta mua chuột mắc hơn. Nên ta vứt, vứt thì mình lụm. Đấy, con chuột. Cho anh nằm đó. Một cái cục sạc, cái cục củ sạc. Củ sạc này mình test được nha. À, 5V 1000mAh củ sạc. Sạc không có tên tuổi. Ghim vô có khi nào nổ không. Ghim vô làm cái bum. Dục luôn, xong luôn. Này. Đây, ấy ấy ấy. Cái gì vậy ta. Tháo này đây. Tháo ra luôn coi. Ê, tắt đèn luôn à. Công này như gì. À, mình à, bây giờ mình sẽ lấy cái ổ điện nè. Nhà mình à, có cái ổ điện giống như cái ổ điện mình mua luôn. Đó. Này chớp ghê, xong ở ngoài thấy không chớp mà nhìn lên cái camera chớp dữ thằng ôm cũng biết. Đó, bây giờ mình sẽ ghim nó vô nha, ghim nó vô coi nó có cái hiện tượng gì không. Sao rung quá mấy gì. Đừng nha, đừng. Ok, không có sao. Rồi mình muốn biết nó có volt hay không mình lấy cái ghim này lên không. Đấy, cái đồng hồ. Nè, nó lên nè quý vị. Cái đồng hồ để lên nè, 5V nè. Nói thấy chưa, bây giờ mình thử sạc cái gì đó coi. Mình nhìn ghim cái này vô, có cái tải nó nè. Nó ra được đó là cục sạc này còn xài à. Ok nha. Đó. Đây 0.58A gì là cái cục sạc này còn xài được. Nói chung là cục sạc xài được. Đây nè, cái gì thế nè. Cái chỗ này nè, cái dòng ga của nó nè 0.3 mấy nè, nó 0.5 mấy nè, nó nhảy nè. Còn trên là số volt của nó. Như vậy là cục sạc này còn xài được. Nó ngắn gọn lại là gì đi. Nó nhiều quá, dài dòng quá. Còn này nãy mình ghim vô mình thử nó hơi tê tê. Tê tê ghê quá. Bỏ qua một bên. Bị tê thì tôi cho mà qua một bên. Rồi, tiếp theo đó là một cái ổ điện này giống ổ điện hồi nãy của mình nè. Không biết nó bị hư cái gì, không biết sao người ta cắt dây rồi, cắt cộng dây điện rồi. Này nó có 1, 2, 3 của mình thì 1, 2, 3, 4 lỗ. Có 3 cổng USB nữa. Made in Việt Nam. Ok. Ghê thiệt. Made in Việt Nam. Ổ điện này còn mới cáo luôn á. Mới cáo mới toanh luôn á. Chắc có hư người ta mới bứt chứ không lẽ người ta tự nhiên người ta bứt. À, ok. Để đây. Mình mua được 5 cái viên pin này, phải mua nó mà mình xin. Thấy người ta bứt cái mình nhặt về. Bây giờ mình lấy cái điện đồng hồ đo luôn coi. Nó còn con không. Đây, đồng hồ của mình đây. Dặn thang đo về 20V nè. Đấy. Cái đồng hồ mình nó muốn nó đòi pin này nè, hết pin nè. Đo thử coi nó còn won nè, còn là ok. Ê còn nè. 3.9 nè, ơi giời ơi. Ngon nha. Một cục nữa nó xài được. Ê còn nè. Cục này đi rồi. Cục này thấy. Cục này nó bị xét cái đầu rồi. Nè. Cái nét coi. Đó nó xét cái đầu rồi nè. Nên cục này không được. Cục này nè 3.87. Cục cuối 3.89. Ồ đều dữ ha. Nhiều khi những cái
Còn bên này nó có cái hiệu điện thế nhưng mà không có cái dòng ga. Bây giờ mình thử, mình lấy mình test thử luôn nè. Cái quạt nè, đây cái quạt cũng dây chai của mình đó nè. Giờ mình chế ra cọng dây nè quý vị, để mình ghim vô mình xài. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gắn cục pin vô thử nó có chạy không. Chạy là pin này ngon á. Rồi, bật lên. Ố, chạy nè. Đó, kêu dì dèo luôn. Đó. Ok, ngon nha. Được 5 cục pin, 5 viên pin. Được 5 cái viên pin nhưng mà xài được 4 rồi kìa. Xài được 4. Như vậy là cũng là ngon lắm rồi. Đây, mình giới thiệu mình. Đây là mấy bạn biết cái này là gì không? Cái này là, theo mình biết là cái lo. Lo ha. Cái lo này nó hư sao người ta bỏ. Cái này là cái lo nó hát chỗ này nè. Ở trong cái gì mà nó kêu lóc cóc rồi. Xài điện 5V. Chỗ von của nó nè. Đây là cái lo hình siêu nhân này, có người ta chế lại rồi mà vậy nè, mình cũng lấy về mình sửa lại luôn ha. Gặp thì mình lụm thôi. Lại được cái cục adapter nữa. Adapter này có thương hiệu nha, Lenovo nha. Đây Lenovo. Mình thì nói chung là cái điện tử thì mình không biết nhiều, nhưng mà cũng dòng ga của nó thì 5V mà nó có là 1.5A nó cũng được. Mình cũng test thử giống nãy luôn coi, mình thử luôn. Nên nó có được lên ngừng lên mắm muối gì không? Ô lên quý vị ơi, nó cũng bị gan luôn nè. Nó cũng ga, nó cũng chạy được nữa. Như vậy là được hai cái nha. Mình chơi được một chiếc mô tô. Đây là mô tô luôn, mô tô xịn luôn. Quá ngon. Em mơ ước này, mơ ước. Nghèo tiền đâu mua. Ý, mới cáo luôn. Quá ngầu. Ảnh, đấy, mô tô. Rồi, mô tô để đó. Đây, đây là một cái giống như hình voi, nhưng mà phải voi. Cái này là cái giá đỡ điện thoại. Cái đỡ điện thoại nhỏ gọn, mini. Rồi, quý vị biết đây là cái gì không? À, có chữ nè, TP-Link. Cái này là cái cạc wifi á. Cái cạc wifi á. Nhưng mà nó mất tiêu cái gâu rồi, nó có cái gâu nữa. Mình sẽ kiếm cái gâu này, nhớ lúc trước mình cũng có kiếm cái gâu. Cái mã của nó nè, đó là TP-WN781ND. Cái này là chúng ta gắn vào cái máy bàn chúng ta thì nó sẽ là bắt wifi, chúng ta không cần dây ha. Wifi à, cái này cái giá của nó trên thị trường đó, mình có xài cái này rồi mình biết. Bây giờ mới đụng nó nè, 200 mấy chục ngàn. Cái cạc wifi của cái này là gọi là cái cạc wifi của cái máy bàn ha. Nhưng mà nó mắc đâu rồi, không biết xài được không. Còn cái này là cái truyền hình 4K gì nè. Như cái công tắc à. Cái FPT nè, FPT truyền hình. FPT truyền hình nó hơi bị dơ. Cổng của nó nè. Rất nhiều cổng luôn. Đầu vào của nó là mấy volt ta? Rồi nó có cái đây có thông số nè. 5V 2A. 5V 2A nè. 10W. Truyền hình FPT. Cổng HDMI đàng hoàng. Cái này mình sẽ test thử mình hát được không. Cái này được, cái này cũng ngon. Những cái món đồ tiếp theo nữa. Đó là đây. Đây là cái này ta gọi là gì ta? Cái này là cái bảng mạch nguồn đó. Nói chung là mình không biết nói cái này sẽ cái gì nữa. Nhưng mà thấy nó đẹp đẹp lắm luôn. Cái nguồn. Có men phép. Từ từ nghiên cứu qua cái này thì thấy thì mua thẻ đó đi. Đó. Thì ngày hôm nay thì mình mua được bao nhiêu cái món đồ đó.
đi bu ve chai được bao nhiêu món đồ thì quay lên cho quý vị xem cho đỡ buồn ha. Quý vị hãy chờ đợi mình test những cái món đồ này trong video clip tiếp theo ha. Thân chào, rất vui khi mà quý vị theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.